Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của thiết bị thí nghiệm. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được hướng dẫn sử dụng quý vị và các bạn máy kiểm tra vi sinh bề mặt. Đó. Máy kiểm tra độ sạch của mặt hãng 3M, model là LM1. Mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn sử dụng cái sản phẩm này. Thì sản phẩm được cung cấp và nhập khẩu bởi công ty thiết bị Khoa Khang Kiên. Đó. Đây là cái bộ sạc cũng như là cáp kết nối của nó. Đầu sạc cho cái máy LM1 này. Đó, đây là máy chính của chúng ta. 3M. LM1. Đây là giao diện màn hình này, màn hình cảm ứng, đây là phím nguồn của chúng ta này. Đây là cái một cái tựa để chúng ta có thể để lên cái vật dụng như bàn hay gì đó một cách nhanh. Hay là chúng ta có cái dock này nó sẽ chắc chắn hơn. Đó. Cái dock này sẽ để vô đây. Và chúng ta sẽ để lên mặt bàn. Đó. Rồi. Để test các cái bề mặt thì ta phải dùng sử dụng thêm cái que test lấy mẫu. Que test bề mặt là UXL100, que test nước thì đây mình đã có hai cái loại đó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Thì que test này, que test UXL100, que test bề mặt thì nó có màu xanh như thế này. UXL100 Sulfate ATB test, đó, que test ATB. Rồi. Đây là que test nước của chúng ta. Này nó thích hợp cho các nhà máy này, kiểm tra vi sinh bề mặt này, phòng ăn hoặc là trên tay người hoặc là những khách sạn 5 sao. Chúng ta chú ý đến tiêu chuẩn của mình thì chúng ta có thể test cái này. AQT200 là cái test nước thì mình sẽ chỉ các bạn. Thì trên máy khi chúng ta sử dụng là bắt buộc phải để đứng như thế này, ở giao diện đứng thì chúng ta chỉ cần bật nguồn lên thôi, bấm giữ phía này. Đó. Thì nó nguồn nó sẽ lên 3M và nó sẽ lock vô. Thì đây là cái que test bề mặt của chúng ta. Thì cái này chúng ta có thể lấy tất cả vi sinh trên tay người có sạch không này, hay là bề mặt tất cả xung quanh ở cái nơi mà chúng ta muốn test. Đó. Thì dưới này nó có cái hóa chất của chúng ta, cái chất dị ứng, cái chất phản ứng của chúng ta này. Thì khi chúng ta lấy tam bông, bằng thường nó kết cấu như thế này. Khi chúng ta lấy xong thì tí mình sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ đâm vô để mình mix đều lên. Giống như trên đây nó có hướng dẫn chúng ta này. Đó, thì chúng ta lấy cái tam bông này đi quét trên các cái bề mặt này. Đó, chúng ta bấm xuống và lắc đều rồi cho vô máy đọc thôi. Thì cái máy này nó tân tiến hơn các cái phương pháp cũ của chúng ta, phương pháp làm bằng giấy quỳ hay gì đó thì nó sẽ lâu hơn. Đó, đây là cái giao diện khi chúng ta login cái máy, chúng ta mở khởi động lên thì nó sẽ bao gồm các cái test, cái bước test khác để nó vô được cái máy này. Thì khi chúng ta sử dụng thì lưu ý cái máy phải đặt đứng thì nó mới có kết quả chính xác được. Đó, thì khi chúng ta mở máy lên thì nó sẽ báo chúng ta là tiếp tục cái phần này không, hay vô thì chúng ta sẽ bấm skip này. Đó. Thì nó sẽ lock cho cái chương trình tại chúng ta. Thì chúng ta đây là cái user, chúng ta có thể cài đặt tất cả cái này, quản lý hay gì đó. Thì chúng ta bấm login. Để mình sẽ di chuyển. Đó, mình sẽ bấm login, này cảm ứng. Rồi, nó sẽ vô. Thì đây là cái giao diện chính của cái máy 3M. Đây nó có các cái như giá trị cũ này. Các cái giá trị cũ mà chúng ta đã test này. Đó. Chúng ta có thể kéo xem các cái giá trị của chúng ta đã test các cái kết quả này. Ví dụ như test vi sinh, test ấy này. Này nó đã có cái kết quả làm như đây. Rồi. Còn bên này là chúng ta vô các cái phần cài đặt như là chúng ta coi các cái thông số của máy này, version, firmware này. Tất cả thứ chúng ta có thể để coi trong này. Hoặc là phần mềm. Đó. Hoặc là các cái chế độ này, chế độ web setup này. Hoặc là export file này. Đó. Và chúng ta có thể xuất log file này. Đó. Có thể xuất file ra. Còn bên này là các cái test này. Các cái mẫu chuẩn này. Các thứ này. Chúng ta có thể test trong này. Màn hình home. Thì đây là cái màn hình mà chúng ta vô test. Đó. Ta chỉ cần kích hoạt vô. Thì nếu test mới thì chúng ta sẽ test bằng trạng thái new run. Đó. Thì nó sẽ vô cái chương trình test của chúng ta. Rồi. Thì ở cái que này chúng ta có thể lấy ví dụ là một cái bề mặt đi. Đây là tất cả cái bề mặt mà bạn muốn test thì chúng ta chỉ cần rút ra que thôi. Và chúng ta sẽ đi quét xem cái bề mặt của cái mình muốn kiểm tra này nó có dơ hay không. Thì chúng ta sẽ quét như thế này. Hoặc là trên tay người, mồ hôi người thì nó đều có cái ATB trên này, cái độ bẩn. Đó, chúng ta sẽ quét đều trên bàn ghế và cái những nơi. Sau đó chúng ta sẽ đưa vô cái que test, nhấn thật mạnh xuống. Đó, bây giờ nó như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ mix lên.
ta sẽ mix đều. Thì ngay phía sau này, ngay phía sau máy này, nó đã có cái cầm này, chúng ta mở cái nắp đặt mẫu vô. Đó, mix đều lên. Ta sẽ lắc đều lên, lắc đều, lắc đều. Đó. Rồi, ta lắc đều cho cái bông nó là thấm. Thấm bông này, và chúng ta bóp dưới sau. Và chúng ta đặt que test vô. Đóng nắp lại. Rồi chúng ta sẽ chọn New Run. Đó. Và đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta là chúng ta chọn cái mã nào. UXL ATP này, Sulfur ATP này. Đó. Thì chúng ta đúng cái mã của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ bấm OK. Đó, và chúng ta bấm tiếp start. Rồi, máy sẽ tự động chạy thôi. Đó, rất là nhanh. Đó, cái này là cái độ dơ của nó là 57 RLU. Thì mỗi cái phương pháp làm hay là mỗi quy chuẩn của cái nơi mình sử dụng ấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là ở cái phạm vi nào là sạch, phạm vi nào cần phải xử lý cái bề mặt đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra. Thì đây là bên cái nhật ký của nó này, chúng ta mới test này. Chủ Misua 1 này, test size là WL này, ngày tháng, phao. Đó, thì chúng ta có thể kiểm tra bên này. Rồi, kết quả nó sẽ hiển thị lên đây. Đó, tức là mình đã để cái mẫu lâu quá rồi. Nó sẽ nói mình mang ra. Ok, như vậy là mình đã test xong một cái dạng bề mặt, squat bề mặt. Ở đây chúng ta sẽ đi test nước. Đây, ví dụ như là cái môi trường nước mà chúng ta cần kiểm tra này, môi trường nước trong sinh hoạt này, của nhà máy này, với số lượng công nhân nhiều này, hoặc ở những cái khách sạn lớn, thì chúng ta cần cái que test nước Clean Check này, mã là AQT200, que test nước, thì chúng ta cũng lấy nước như vậy. Chúng ta sẽ lấy nước. Đó, chúng ta sẽ lấy nước đều và chúng ta sẽ cho vô cái que test của chúng ta. Rồi, cái mạng xuống mà chúng ta cũng mix y như vậy. Đó, chúng ta cũng mix lên y chang như thế này. Đó, chúng ta mix đều. Rồi, chúng ta cũng tiếp tục mở ra và cho cái test này vô. Rồi, chúng ta sẽ chọn sample test này, new test. Thì bây giờ chúng ta phải vô phần new test và chúng ta chọn cái mã là AQT200 là test nước này, ta bấm OK. Nếu như cái que test của chúng ta ở dạng nào thì chúng ta sẽ chọn ở dạng đó thôi. Đó, chỗ nước của chúng ta là test ra 1 RU này, là nước đã nước máy của chúng ta đã, nước sinh hoạt đó. Nước tủy cục đó. Thì là 1 RU là chấp nhận được này, là cái độ sạch của nó cao. Rồi. Như vậy thôi là chúng ta có thể sử dụng được cái máy này. Nhật ký bên này là chúng ta sẽ có thể đi vào đây. Đó, cái nhật ký trong này. Cài đặt cũng như là test và còn lấy file dữ liệu ra. Rồi thì máy nó giải quyết chúng ta công việc là hoạt động rất là nhanh, kết quả cho ra rất là nhanh. Đó, thì chúng ta để mẫu lâu nó sẽ báo lên cho kết quả nhanh, tiện lợi và kết quả chính xác cao. Thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn hoặc là liên hệ hotline 0936 620757 hoặc gửi email đến chúng tôi thiết bị khang kien@gmail.com. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.